con người và nghiệp quả. Nghiệp được phát xuất từ thân, khẩu, ý. Vậy nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta như thế nào? Tuy thân, khẩu, ý phát sinh ra nghiệp, nhưng trên thực tế, tất cả các nghiệp mà con người tạo ra đều bắt nguồn từ ý tưởng của họ trước nhất. Do đó, miệng của chúng ta có nói tốt, nói xấu, hay thân có làm lành hay dữ thì cũng từ trong ý thức mà ra. Nói chung, tất cả những phân biệt thương ghét, giận hờn, hơn thua, phải quấy đều cấu tạo từ những ý nghĩ của chính mình. Thật vậy, thân nghiệp và khẩu nghiệp là nguyên nhân tạo nên quả báo, khổ vui về sau cho chúng ta, mà ý nghiệp chính là nguyên nhân của thân, khẩu nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp có tác dụng trực tiếp với mọi người, vì những việc làm hay lời nói, tốt, xấu, thiện ác đối với kẻ khác sẽ tạo ra thành những quả báo khổ vui về sau. Một người làm nghề cướp bóc giết người, gây tai họa đau thương cho người khác, thì chính thân khẩu nghiệp này sẽ quả báo sự nghèo khổ và chết thảm thiết cho hắn ta về sau và kiếp sau. Trái lại, một người về Việt Nam làm từ thiện, giúp cho các em trong viện mồ côi, giúp cho kẻ tật nguyền nghèo khổ thì sẽ được quả báo giàu sang, phú quý và trường thọ về sau. Nhưng tâm có nghĩ thì miệng mới nói và tay mới làm. Vì thế, ý nghĩ của đời này tạo thành hành vi và lời nói ở đời sau. Thật vậy, ý nghiệp là nhân của đời trước và thân khẩu nghiệp là quả cho đời sau. Nếu có người mà thông thái bây giờ là tại vì kiếp trước họ thích đọc sách, thích suy tư, hoặc có kẻ nói năng phóng đãng và hành động tà dâm vì tiền kiếp họ luôn suy nghĩ về những chuyện tà dâm, dối trá. Nói cách khác là ý nghiệp đời trước sẽ chuyển thành nhân cách của họ cho đời nay. Chúng ta thấy có nhiều gia đình rất đạo đức nhưng con cái của họ thì ngỗ nghịch độc ác, không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ. Tại sao vậy? Vì lời nói ngỗ nghịch và hành động độc ác của chúng đời nay chính là quả báo của ý nghiệp hay của tư tưởng xấu từ đời trước chuyển đến. Do đó, cổ nhân có câu sanh tử bất sanh tâm, hay là cha mẹ sanh con, trời sanh tính là vậy. Khi thần thức đi tái sanh vào đời sau, thì tất cả những chủng tử của nghiệp thức từ đời trước sẽ chuyển đến cho hài nhi để tiếp nhận những quả báo này, và nhân cách là kết quả của ý nghiệp đã tạo nên. Vì vậy, có những kẻ rất đạo đức và thiện tâm ngay từ trong bụng mẹ, còn có người đã độc ác từ khi chưa chào đời, hoặc có những người đời này thiện cũng làm mà ác cũng chẳng tha, là vì kiếp trước họ thường hay nghĩ tốt xấu. Nói tóm lại, tất cả những nhân cách đó đều do tư tưởng, tức là ý nghiệp từ đời trước tạo thành và chuyển đến. Trong số bạn bè của chúng ta, tại sao ông kia thích làm việc từ thiện, hay cô nọ chỉ muốn làm ca sĩ? Bởi vì đời trước ông này ham thích suy nghĩ về việc giúp người, còn cô kia thì dụng tâm suy nghĩ rất nhiều về sự đam mê của âm nhạc. Hoặc tại sao có người muốn đi tu? Vì đời trước họ thích suy tư về Phật Pháp và trong tâm ôm ấp tư tưởng cứu độ chúng sanh. Vậy nếu muốn có một nhân cách phi thường ở đời sau, thì ngay bây giờ chúng ta hãy bồi dưỡng những tư tưởng cao thượng và loại trừ những tư tưởng thấp hèn. Hãy phát huy tâm Bồ Đề để mang niềm vui và tình thương cho mọi người. Loại bỏ tham sân si để tâm được yên tịnh, vì những cám dỗ, si mê và giận hờn đã làm cho tâm của chúng ta mê muội để tạo ra ý nghiệp. Có người nói rằng nếu ai làm việc thiện, nói lời thiện chỉ vì tâm hồn của họ suy nghĩ điều thiện. Nếu điều này là đúng, tức là ba nghiệp của thân, khẩu, ý đều thiện, thì chắc chắn đời sau họ phải được giàu sang phú quý và có nhân cách khả kính. Nhưng sự thật chưa chắc đã là như vậy, bởi vì chúng ta thấy rằng hàng ngày có người rất giàu có quyền uy nhưng lại rất ích kỷ và độc ác. Còn có người tuy nghèo khổ, bần hàn nhưng rất từ bi và khả kính.
Kết quả như vậy là vì thân khẩu nghiệp làm một đường mà ý nghiệp nghĩ một nẻo. Nói một cách khác là kẻ giàu mà ích kỷ, là kiếp trước họ tu phước mà không tu huệ. Còn kẻ nghèo mà tốt là họ tu huệ mà không tu phước. Phật dạy muốn hạnh phúc viên mãn thì phước huệ phải song tu. Nói như thế thì mặc dầu hiện tại đang sống trong đời này, nhưng chính tự tay của chúng ta đã kiến tạo cho mình dần dần một cuộc sống ở đời sau. Cứ mỗi nghiệp mà chúng ta tạo tác chính là một vết mực để vẽ cho bức tranh của đời sau. Vì vậy, không phải sau khi chúng ta chết thì thần thức mới đi lang thang trong cõi thân trung ấm để tìm kiếm cha mẹ mới của mình, mà thật ra tất cả những nghiệp quả cộng với nhân duyên đã kiến tạo và hoàn tất cho đời sau của chúng ta trước khi chúng ta mạng chung. Đó là tại sao chúng ta thấy trong câu chuyện luân hồi có người chết tại Mỹ mà tái sanh ở Miến Điện, hoặc chết là đàn ông mà tái sanh làm đàn bà. Vậy tiến trình này xảy ra như thế nào? Trong kinh điển của Phật giáo, khi một người chết thì thân vật lý không còn tồn tại, nhưng thần thức vẫn tiếp tục tồn tại với một sự sống trong thế giới vô hình. Cái ngã nơi thân trung ấm này cũng vẫn là cái ngã như lúc chúng ta còn sống. Chẳng hạn như trước khi chết chúng ta là ông A, thì ở trong thân trung ấm chúng ta vẫn thấy mình là ông A. Cho đến khi duyên đã hết, phải thác sinh về một kiếp khác, thân trung ấm tan biến và sự sống bắt đầu thành hình ở bào thai mới, thì lúc đó cái ngã cũ thật sự chấm dứt hoàn toàn. Cái thời điểm mà thân trung ấm tan biến luôn luôn đồng thời với cái lúc tinh trùng của người cha lọt vào noãn bào của người mẹ. Giây phút này cái ngã cũ đã hết, nên ông A không còn biết mình là ông A nữa. Vì thế khi mang một hình hài mới thì tất cả những chuyện về đời trước đã quên hết. Hài nhi từ nay sẽ mang một hình hài mới, tên họ mới, dòng họ mới và dĩ nhiên là một số phận mới. Cuộc sống hàng ngày chúng ta tạo nghiệp thì tất cả những nghiệp quả sẽ sắp xếp rõ ràng cho cuộc đời của kiếp sau. Chúng ta sẽ sinh vào gia đình nào, làm con cái của ai và cuộc sống sẽ như thế nào đã được an bài trước khi chúng ta nhắm mắt. Dựa theo lý luận của khoa học ngày nay thì khi có sự giao hợp, người nam phát sinh khoảng 500 triệu tinh trùng. Nếu có những tinh trùng mang nhiễm sắc thể X kết hợp với tiểu noãn sẽ tạo thành một bào thai gái, và những tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y kết hợp với tiểu noãn sẽ tạo thành bào thai trai. Nhưng do nghiệp của người đó tạo tác khi còn sống sẽ là động lực chính quyết định người đó sẽ mang thân nam hay thân nữ, khiến cho tinh trùng loại nào sẽ được lọt vào tiểu noãn. Khi tiểu noãn thụ tinh, các nhiễm sắc thể của tinh trùng và của trứng phối hợp thành 46 cái để bắt đầu tạo thành sự sống. Trong số 46 cái thì một nửa là nhiễm thể của cha và một nửa còn lại là của mẹ. Đây chính là nguồn gốc có sự khác biệt giữa những cá thể trong nhân loại. Hài nhi lúc bấy giờ mặc dù chỉ là một tế bào tí hon, nhưng nghiệp quả tạo thành một định mệnh vô hình đã bao trùm lấy nó, vì những nhiễm thể của người cha và người mẹ đã định đoạt giới tính, màu tóc, màu mắt, hình tướng cũng như nhân cách và tính thông minh hay ngu đần của nó sau này. Khoa học chứng minh cho chúng ta thấy rằng những nhiễm sắc thể này có hình thể giống như vòng xoắn, chạy dài và có khả năng chứa hàng ngàn phân tử di chuyển hay gọi là gen, được cấu tạo bởi acid desoxyribonucleic, gọi tắt là ADN. ADN là một chất hóa học chứa đựng tất cả những dữ kiện về sự sống và sự sinh trưởng của con người. Mỗi phân tử di chuyển tự hoạt động riêng rẽ hoặc phối hợp với phân tử di chuyển khác để ấn định về màu da, màu sắc của mắt và chiều cao của thân thể. Trong số 23 nhiễm thể của cha và 23 cái nhiễm thể của mẹ tạo thành 23 cặp, thì luật nghiệp quả vô hình sẽ định đoạt cặp nhiễm thể nào ở lại, còn cặp nhiễm thể nào sẽ bị loại bỏ. Do đó, người mẹ có thể truyền lại cho con mình màu mắt,
làn da và một số tính di truyền đã thụ hưởng từ ông bà để lại. Đây là một công trình rất tinh vi và phức tạp, vì những nhiễm thể và tiểu noãn có thể được phân chia theo 8 triệu kiểu khác nhau. Thật vậy, chính nghiệp của đứa bé đã sắp xếp cuộc tạo dựng thật công phu và quan trọng này. Đây là điểm đặc thù của triết lý Phật giáo, vì nếu không hiểu rõ, chúng ta sẽ vội tin có một Thượng Đế sáng tạo ra con người. Vâng, chúng ta chính là vị Thượng Đế đó, bởi vì nghiệp mà chúng ta đã tạo tác sẽ sắp đặt và kiến tạo cho cuộc đời của chúng ta ở kiếp sau. Tại vì sao? Chính nghiệp của đứa bé đã quy định nó sẽ làm con của gia đình nào để có thể nhận thấy tính di truyền về sức khỏe, trí khôn, hình dáng của dòng họ đó. Rồi cũng chính nghiệp tiếp tục chi phối sự phối hợp cũng như phân chia các phân tử di truyền, tức là gen, để cho nó có những tính chất khác hẳn anh chị em của nó. Nếu đời trước nó tạo rất nhiều phước đức, thường hay giúp đỡ kẻ khốn cùng, che chở cho người hoạn nạn, thì nghiệp sẽ đưa nó vào sinh trưởng trong một gia đình giàu có để hưởng phước lạc từ ngay khi còn bé. Hoặc là trong đời trước, nó thường chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đem niềm vui và hạnh phúc cho kẻ khác, thì nghiệp sẽ chọn những phân tử di truyền, tức là gen, để tạo thành sức khỏe tốt và trường thọ cho nó ở đời sau. Khi tiểu noãn và tinh trùng kết hợp thì năng lực tâm linh kết tụ, và lúc đó tâm thức mới thật sự thành hình và phát triển dựa theo tiến trình phát triển của các tế bào não bộ. Sau 2 tháng thì sự phát triển của não bộ gần như hoàn tất với khoảng 15 tỷ tế bào. Với cái não bộ mà chúng ta thường gọi là trinh tráng này, thật ra đã chất chứa đầy đủ các mầm mống thiện ác phức tạp kết tụ do đời trước để quy định về những cá tính riêng biệt, nhân cách cũng như tính tình cho đời sau. Luật nghiệp quả sắp xếp mọi tiến trình biến đổi một cách mầu nhiệm mà không bị ngăn cách bởi không gian. Chẳng hạn như vì có duyên mà anh chị em được kết với nhau, nhưng vì mỗi người mang mỗi nghiệp riêng biệt của mình từ vô lượng kiếp trước, cho nên mặc dù cùng cha mẹ nhưng anh chị em vẫn có sự khác nhau về tính tình, về hình dáng và tài năng, vân vân. Vì không thông suốt luật nghiệp quả này mà nhiều người nói là cha mẹ sinh con, trời sanh tính là như vậy. Có người lý luận rằng khi người chết thì tâm thức cũ sẽ được chuyển qua bào thai mới. Do đó, nếu đời trước người đó thông minh thì đời sau chắc chắn sẽ tiếp tục thông minh tài giỏi. Còn kẻ ngu dốt thì đời sau sẽ ngu dốt mãi mãi. Thật ra thì không có tâm thức nào rời thân cũ để nhập qua bào thai mới cả, mà chỉ có nghiệp quả mới quy định mọi tiến trình này mà thôi. Như đã nói, tư tưởng, tức là ý nghiệp, từ đời trước sẽ là nhân mà thân khẩu nghiệp nhận lãnh đời này chính là quả báo của nó. Nếu đời này chúng ta có được nhân cách tốt chỉ vì đời trước chúng ta luôn tâm niệm lành. Một bác học đời trước mà lúc nào cũng có lòng đố kỵ, sợ người khác giỏi hơn mình, thì kiếp sau có thể sẽ thành người ngu dốt. Sự hoạt động của luật nghiệp báo nhân quả thì thật quá phức tạp. Nó phức tạp hơn hàng vạn triệu lần những máy vi tính mà chúng ta thấy hiện nay. Vâng, chính nghiệp lực là động lực vô hình đã kết hợp tất cả những nghiệp báo, nhân duyên để tạo tác và hình thành cuộc đời của chúng ta ở kiếp sau. Phật dạy để tạo nghiệp là phải thọ lãnh quả báo. Vậy nếu muốn đời sau gặt hái được nhiều tốt đẹp thì ngay từ bây giờ hãy cố gắng tạo thật nhiều nhân lành và loại bỏ những tư tưởng xấu xa trong tâm tưởng của chúng ta. Nhiều người quan niệm rằng nếu ta mắng chửi hay đánh đập người khác thì mới tạo nghiệp, còn mình suy nghĩ tốt xấu thì có ai biết gì đâu mà phải sợ. Thông thường con người có tính đố kỵ, hễ ai giỏi, ai giàu hơn mình thì ghét, ai thua ai kém hơn mình thì chê bai khinh bỉ. Tất cả những sự ghen ghét chê bai được phát sinh từ trong tâm tưởng của chúng ta, thì chính mình đã tạo ra ý nghiệp. Cho dù chúng ta chưa nói hoặc chưa có hành động gì đối với ai, có người nói rằng đâu có ai biết mình nghĩ gì thì không sợ bị đóng thuế
hay bị phạt vạ. Đây là một quan niệm sai lầm, vì tư tưởng là ý nghiệp, mà đã là ý nghiệp thì phải chịu quả báo của đời sau. Vì thế, dẫu người không biết mình đã nghĩ gì, nhưng chính mình đã gieo bao nhiêu cái nghiệp để phải chịu luân hồi cho đời sau. Trong thế gian này thì quan niệm về thưởng phạt của thiện ác thay đổi tùy theo địa phương, hoàn cảnh, xã hội, khoảng cách thời gian và giá trị đạo đức, vân vân. Vì tất cả đều mang tính cách tương đối, bởi vì cùng một hành động mà có người cho là đúng, còn kẻ khác nói là sai. Những người lãnh đạo chính quyền luôn luôn cố gắng tìm sự công bằng cho xã hội, nhưng thật ra, từ xưa tới nay, cách công bình do con người tạo ra bằng những khuôn mẫu pháp luật chỉ đạt được kết quả giới hạn mà thôi. Chẳng hạn như có một bộ lạc bán khai có tục lệ giết một trinh nữ mỗi năm để làm lễ tế thần. Mặc dù cô gái được chọn cũng cảm thấy vinh dự về sự hy sinh của mình, và đối với họ hành động này là thiện, trong khi những dân tộc khác thì cho hành động này là man dợ, là độc ác. Một ví dụ khác là chúng ta dạy la con cái để chúng siêng năng học tập. Hành động này mới thấy thì có vẻ bất thiện, nhưng về sau, nếu con của chúng ta trở thành người tốt thì việc làm của chúng ta ngày nay là việc thiện. Có một câu chuyện thần thoại nói về sự phân biệt giữa thiện và ác. Lúc đó có hai ông tiên, một già một trẻ, xuống trần thăm dân cho biết sự tình. Địa điểm đầu tiên mà hai vị đi tới là một dinh thự nguy nga lộng lẫy để xin ngủ qua đêm. Nhà thì rộng mà chủ nhà chỉ cho tá túc ở dưới basement lạnh lẽo. Trên đường xuống nơi tạm nghỉ, vị tiên già thấy một lỗ trống trên tường nên dùng phép để lấp lại. Đêm kế tiếp, hai vị ghé căn nhà của một cặp vợ chồng nghèo, sanh sống nhờ vào một con bò và khu vườn nhỏ. Cặp vợ chồng này tiếp đãi hai vị tiên nồng hậu. Hai vị tiên được mời ăn uống và họ nhường cái giường của mình cho hai vị tiên ngủ. Sáng hôm sau, khi mọi người thức giấc thì thấy con bò bị chết. Cặp vợ chồng khóc nức nở nhưng chẳng than trời oán Phật chi cả. Thế rồi, hai vị tiên ghé một sòng bài để giải trí. Trong sòng bạc có một người đang say mê đánh bài. Lúc đó, anh ta đang thắng liên tục với đống tiền rất to ở trước mặt. Vị tiên già tới gần và vô tình đụng vào ly rượu trên bàn của người đánh bài, làm cho ly rượu rớt xuống đất bể tan. Người đánh bài tức giận mắng chửi vị tiên già rồi ôm đống tiền bỏ đi và phàn nàn rằng mình đang thắng mà tới phá phách, làm cho người ta xui. Địa điểm cuối cùng là một khu vườn bao la bát ngát, trồng nhiều loại cây ăn trái. Ông chủ vườn đang tuyển người làm. Thấy vậy, hai vị tiên muốn thử nên vào xin việc. Mặc dù hai vị tiên ăn mặc chỉnh tề, nhưng người chủ vẫn từ chối không mướn. Tuy nhiên, lúc hai vị tiên đi ra thì có một anh khác vào xin việc làm và được ông chủ chấp thuận ngay. Khi về đến thiên giới, vị tiên trẻ nói với vị tiên già bằng một giọng bực bội rằng: tôi chẳng hiểu đầu óc của anh dạo này làm sao ấy, tưởng đi với anh để học được chuyện khôn ngoan đạo đức nào. Nào ngờ, thấy toàn là những chuyện trái tai gai mắt không. Tại sao anh lại giúp tên nhà giàu bần tiện đối xử bạc đãi với anh em mình? Hắn cho anh em mình ngủ dưới hầm lạnh lẽo mà anh lại lấp lỗ tường dùm cho hắn. Còn cặp vợ chồng kia thì họ rất tử tế với mình, mà anh không dùng quyền phép cứu con bò để họ làm kế sinh nhai. Còn chuyện của người đánh bài đang thắng có đụng chạm gì tới anh đâu, mà anh lại hất ly rượu của ông ta xuống đất. Sau cùng, chúng mình thử đi kiếm việc làm mà rốt cuộc chuốc lấy sự nhục nhã. Vậy là thế nào? Vị tiên già từ tốn và hiền hòa đáp: thấy vậy mà không phải vậy đâu chú ạ. Sự thật là như thế này. Thứ nhất, vì ông nhà giàu mà ích kỷ, không biết thương người, không muốn tạo thêm phước đức, nên mặc dầu có đống vàng ở trong nhà mà cũng không hưởng được. Bởi vì trong lỗ hổng có dấu vàng mà hắn không tạo phước nên ta lấp lại cho hắn không thấy thì hắn không hưởng được.
Như vậy, phước đức chính là kho vàng trong nhà của mình đó mà không thấy. Chuyện thứ hai, lúc ta đang ngủ trên giường của cặp vợ chồng nghèo khổ kia, ta thấy thần chết tới lấy mạng của người vợ, nên ta đã cho thần chết con bò để thế mạng cho người vợ. Còn chuyện của người đánh bài, vì cờ bạc mà ông ta vay mượn nhiều người, làm cho vợ con đói khổ, chẳng có tiền mua thức ăn. Ta thấy anh ta sắp thua trở lại, nên làm cho anh ta xui, để anh ta đem tiền về đưa cho vợ, mua thực phẩm cho gia đình và trang trải nợ nần. Cuối cùng là chuyện xin việc làm. Tôi và chú ăn mặc tươm tất sạch sẽ mà ông chủ không cho việc. Còn người xin sau mình tuy ăn mặc rách rưới nhưng dáng người rất khỏe mạnh và rắn chắc, cho nên được nhận làm. Vì thế chú cần biết y phục phải xứng với việc làm. Tuy con người có quan niệm khác nhau về sự thưởng phạt của thiện ác, nhưng luật nghiệp báo thì lúc nào cũng đại diện cho sự công bình tuyệt đối, vì đó là sự thưởng phạt công minh và không bị biến thiên theo hoàn cảnh. Thật vậy, những gì một người làm cho kẻ khác dựa theo luật nghiệp báo thì nó sẽ đền bù trở lại cho họ một cách công bình, chắc chắn và hợp lý. Một thí dụ là có một tay buôn bán ma túy số lượng lớn bị bắt và bị kết án chung thân. Nói theo luật pháp thì hắn ta đã nhận lấy hậu quả của tội lỗi mình một cách thích đáng. Nhưng còn luật nghiệp báo sẽ đối xử với hắn ta ra sao? Sau khi chết, hắn sẽ tất sinh vào một gia đình mà cha mẹ là những kẻ nghiện ngập ma túy, nằm trong đường dây buôn lậu của hắn ta từ kiếp trước. Sau đó, cha mẹ của hắn ta phạm tội rồi bị tống giam, và hắn ta bỗng nhiên trở thành kẻ lêu lỏng rồi biến thành người nghiện ngập ma túy. Hắn cần tiền để thỏa mãn tính nghiện ngập, cho nên đi cướp bóc và bị bắn chết. Tuy vậy, các nghiệp ma túy của hắn chưa hoàn toàn chấm dứt, nên nhiều đời sau, hắn ta lại tiếp tục tái sinh vào những gia đình có người nghiện ngập. Cái sa đọa đau thương mà hắn đã gieo rắc cho kẻ khác đã trở thành cái màng nhện cuốn lấy hắn ta trong nhiều kiếp luân hồi. Thí dụ trên cho thấy cái bản án của luật pháp dành cho kẻ phạm tội không phản ảnh trung thực được cái quả báo của luật nghiệp báo. Rõ ràng, luật nghiệp báo chứng tỏ rằng kẻ vào tù chưa phải là đã trả xong nợ cũ, bởi vì luật pháp xã hội của con người chỉ là một khía cạnh nhỏ mà luật nghiệp báo mới thật sự biểu hiện một cách khách quan cho ân oán phân minh. Chính luật nghiệp báo rất phù hợp với lương tâm của con người, cho nên không nhất thiết chúng ta là người Phật tử mới thấy nó hợp lý, mà ngay cả những người không có khuynh hướng tín ngưỡng cũng chấp nhận sự thật của chân lý này. Họ tin rằng có một sự công bình mầu nhiệm chi phối đời sống của con người, để người tốt sẽ được hưởng nhiều may mắn và kẻ ác tất nhiên phải gánh chịu nhiều tai vạ. Mặc dầu Phật có dạy đời là biển khổ, nhưng trong nhân gian ai ai cũng cố bám vào sự sống. Có những người nghèo khổ sống lây lất ở hè phố qua ngày, không có mái nhà để che thân. Còn kẻ khác thì vướng bệnh hiểm nghèo mà họ vẫn xem sự sống là một cái gì thật vô cùng quý giá. Thế nên hành vi tước đoạt mạng sống của kẻ khác được xem là sa vào một tội ác nghiêm trọng. Nếu một kẻ giết người thì đối với luật pháp xã hội đôi khi có thể chỉ lãnh khoảng 10 năm đến 20-30 năm tù, nhưng luật nghiệp báo sẽ quyết định về tương lai của hắn ta một cách công bình và hợp lý. Nếu trong khi bị giết mà nạn nhân khởi niệm căm thù và muốn trả oán, thì những tư tưởng đó sẽ biến thành hành động cho đời sau, và do đó chắc chắn nạn nhân này sẽ trở thành thủ phạm ở đời sau. Một lần nữa, ý nghiệp đời này sẽ chuyển thành thân nghiệp cho đời kế tiếp. Tuy nhiên, có những trường hợp mà nạn nhân không có ý niệm trả thù, bởi vì lúc đó họ chỉ chú tâm nghĩ đến người thân, tiền tài, của cải, hoặc có thể họ đạt được hạnh nhẫn nhục cao độ, thì đời sau thủ phạm sẽ bị giết bởi một người khác, hoặc có thể họ bị một tai nạn như lật xe, rớt máy bay, bị sét đánh, vân vân. Nếu có kẻ đã giết người quá nhiều thì quả báo dành cho họ là thường xuyên bị giết hại ở nhiều kiếp về sau. Tệ hại
là có thể bị hãm hại khi còn ở trong bụng mẹ nhiều lần. Đây là ứng dụng vào những vụ phá thai. Thêm nữa, khi giết người chồng có nghĩa là người vợ và những đứa con sẽ bơ vơ, côi cút và nghèo khổ. Do đó, cái quả báo dành cho tên sát nhân là thường xuyên rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ, giống như những kẻ bị bệnh hoang tưởng tâm thần. Tuy nhiên, không phải hễ giết người là phải hứng chịu lấy quả báo như nhau. Việc thọ nhận quả báo vẫn còn tùy thuộc rất nhiều, tùy theo giá trị và hoàn cảnh của người bị giết. Chẳng hạn như người bị giết là một công dân lương thiện, làm được rất nhiều lợi ích cho xã hội, hay là một vĩ nhân thánh thiện như Thánh Gandhi, người đã từng đem lợi ích lớn lao cho nhân loại, thì quả báo mà thủ phạm phải trả là cực kỳ đau khổ. Hắn sẽ bị đày đọa hành hạ ở vô số kiếp, có khi làm súc vật bị đánh đập giết hại, và có khi làm người bần tiện khốn cùng bị giết chết. Ngược lại, nhân viên cảnh sát trong lúc đang thi hành nhiệm vụ đã bắn chết một tên cướp nhà băng nguy hiểm đang gây án. Tên cướp này đã từng giết người cướp của, gây kinh hoàng cho mọi người, thì tội giết người trong trường hợp này không đáng kể. Chẳng những thế, khi không còn tên cướp thì xã hội sẽ được bình yên hạnh phúc. Vì thế, anh cảnh sát sẽ hưởng thêm một số phước đức. Đây chính là sự công bình của luật nghiệp quả. Là người Việt Nam thì không ai quên được cuộc chiến kéo dài bao năm trên đất nước khổ đau này. Nếu người chiến sĩ chiến đấu ở tuyến đầu để bảo vệ sự an bình cho người dân ở hậu phương, thì việc bắn giết là điều không thể tránh. Nhưng cái tội đó có thể được bù đắp bởi công lao đã gìn giữ cho sự yên ổn của rất nhiều lương dân ở sau chiến tuyến. Chỉ khi nào người chiến sĩ nằm trong quân đội đi xâm lăng nước khác, thì lúc đó tội của anh ta mới lớn. Sát hại con người thì như thế, còn sát hại thú vật thì luật nghiệp quả định đoạt như thế nào? Khi giết một con vật thì nghiễm nhiên chúng ta đã tước đoạt sự sống của nó, do đó chính mình đã tạo nên nghiệp quả rồi. Nhưng tùy theo giá trị của con vật mà có sự phân biệt nặng nhẹ giữa tội và phước. Khi con người nuôi súc vật để lấy thịt như bò, heo, gà, vịt, vân vân, thì cái phước nhỏ ở đây là cung cấp thực phẩm cho nhân loại, nhưng cái tội lớn là giết hại biết bao mạng sống của con vật. Thêm nữa, con người càng ăn thịt thì họ sẽ sinh ra nhiều bệnh tật như đau tim, ung thư, nhiễm thú tính vân vân. Vì thế, họ đã gây ra một số tội nghiệp nữa rồi. Một cái phước nhỏ mà phải đổi lấy bao cái tội lớn thì nghiệp báo của họ sẽ khủng khiếp về sau. Trong xã hội hiện nay, chúng ta đôi khi nghe có người làm nghề giết thịt như bổ bò, heo, gà, vịt, vân vân. Đến khi gần chết, họ bỗng trở bệnh kêu la rên xiết như heo và thấy ảo ảnh. Có vô số thú vật đến cắn xé đòi mạng. Ngay cả con cháu đứng kế bên đâu có thấy gì mà họ cứ gào thét. Thật là bi thảm. Khi mạng chung để chuyển qua kiếp sau thì chắc chắn họ phải đọa làm thú để chịu cảnh đau đớn khi bị mổ giết. Dù chỉ hành nghề trong một đời mà đã giết hại quá nhiều thú vật, nên họ phải đọa làm thú liên tiếp nhiều kiếp về sau để trả cho hết oan trái ngày xưa. Thân người mà phải đọa làm thú thì thật là thê thảm. Vậy còn có những trường hợp nào khác mà con người sẽ bị đọa làm thú vật ở kiếp sau? Thông thường, những kẻ nào tạo những nghiệp thấp hèn đê tiện, làm mất nhân phẩm và giá trị sẽ bị đọa làm thân thú vật ở đời sau để gánh chịu sự khinh rẻ coi thường. Trước hết là phạm vào tà dâm, loạn luân và phá vỡ luân thường đạo lý của xã hội loài người. Nếu con người không thể kiềm chế dục vọng của mình, tà dâm không tiết độ, thì rõ ràng hạnh nghiệp tương đương với dục vọng của loài thú rồi. Có người đời trước thọ nhận rất nhiều tài vật của người khác một cách bất chính, như trộm cướp, giật nợ hoặc tu sĩ nhận cúng dường, nhưng không giới hạnh, cộng thêm với tư cách ích kỷ hèn kém, thì kiếp sau họ sẽ bị đọa làm các loài lao động như trâu bò, ngựa, vân vân để trả nợ. Còn nếu họ chỉ mắc nợ tài vật mà có tư cách tốt, thì đời sau vẫn được làm người, nhưng phải lao động quần quật để trả nợ.
Do đó, chỉ có những tài sản được tạo nên từ công lao của chính mình một cách chân chính, dù ít hay nhiều, thì mới thật là thành quả đền bù của cuộc sống và sẽ không lo sợ trả nợ về sau. Thật là công bình. Có người lòng dạ thật ích kỷ đã biến thành hành vi tranh giành cấu xé đồng loại không thương tiếc, thì cũng giống như loài thú. Nhiều người vì quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, không ngại dùng mọi thủ đoạn hiểm độc để bức hại kẻ khác, để thủ lợi cho mình, thì tư cách này chẳng khác chi loài thú, chỉ biết sống theo bản năng ích kỷ, tranh giành. Hành vi giống thú thì quả báo đọa làm thú là điều không thể tránh khỏi. Khi nóng giận, có người hay chửi mắng kẻ khác là trâu, bò, chó, heo. Lời nói ác độc này được lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời sẽ đủ sức kết thành quả báo để đọa họ làm thân thú vật ở đời sau. Do đó, ngậm máu phun người dơ miệng mình là như vậy. Chó thì có chó Tây, chó Mỹ và chó Việt, trong khi phần lớn chó Mỹ được cưng chiều, sung sướng, còn chó ta thì đói khổ mà còn bị con người làm thịt. Tại sao có sự bất bình đẳng này? Quả báo này có hai nguyên nhân. Một là khi còn làm người ở đời trước thì nó có nhiều ân nghĩa với người chủ và đã giúp đỡ người chủ đắc lực, mặc dầu nó đã gây ra một số nghiệp bỉ ổi, mất nhân phẩm. Do nghiệp kém nhân cách, nó phải đọa làm chó, nhưng do ân nghĩa lớn lao với chủ ngày xưa cho nên nó được cưng chiều là như vậy. Có người nói rằng cây cỏ, rau quả cũng có sự sống, thì người ăn chay có mang tội sát sanh hay không? Khi cắt một ngọn rau, tức là chúng ta đã xâm phạm đến đời sống của sinh vật, thì việc tạo nghiệp là hiển nhiên có, nhưng rất nhỏ. Khoa học ngày nay chứng minh rằng thực vật cũng có phản ứng tâm linh, nhưng những phản ứng về khả năng sinh tồn này quá thô thiển và đơn giản, cho nên nói chung, cây cỏ không có những dấu hiệu đau đớn khi chúng ta cắt cây, tỉa cành hay là hái quả. Nếu một người suốt đời ăn chay, tiêu thụ rất nhiều rau quả, thì cái cộng nghiệp này cũng không phải là nhỏ. Nhưng việc tu hành khiến cho họ làm được rất nhiều điều phước thiện, giáo hóa để tăng trưởng đạo đức cho kẻ khác, thì những cái phước này sẽ quá dư để bù lại cho cái tội kia. Vào năm 1966, ông Baxter, nhà bác học, đã chế ra bộ máy điện tử để đo lường nói dối, đã làm một cuộc thí nghiệm chứng minh rằng khi sống cạnh nhau, cây cối để ý canh chừng cho nhau. Khi có một động vật chẳng hạn như con nhện tới gần, tạo mối nguy hiểm, thì cây cỏ quay sang canh chừng con nhện. Ngoài ra, cây cỏ còn có trí nhớ để nhận biết những chuyện phá hoại chúng, và chúng còn biết thương yêu người chăm sóc và biết sung sướng khi người đó trở về. Cây càng lớn và lâu năm thì năng lực tâm linh càng mạnh. Ở Việt Nam có những cây đại thọ mọc ở sau đỉnh. Khi có người muốn đón nó thì phản ứng tâm linh của cây đủ sức làm cho người kia mang bệnh mà chết. Nhưng người dân không hiểu thì cho rằng động đến thần linh ở trên cây là tuyệt mạng. Như vậy, đốn cây là tạo nghiệp, còn việc trồng cây bảo vệ rừng là một phước lớn. Luật nghiệp quả có ảnh hưởng đến tướng diện của con người không? Trên thế gian này, không một ai lại muốn mình xấu xí bao giờ. Vì thế, nếu có người sinh ra với dáng hình xinh đẹp thì hạnh phúc vui tươi, còn kẻ khác có tướng mạo xấu xa thì lo âu, buồn phiền. Thêm nữa, người có gương mặt khả ái thì dễ dàng thành công hơn trong vấn đề giao tế xã hội. Cũng vì tầm quan trọng về sắc đẹp, cho nên hàng năm cộng đồng Việt Nam khắp nơi thường tổ chức tuyển chọn hoa khôi để hãnh diện cho cộng đồng. Phái nữ thì thế, còn phía nam phái thì cũng không khác biệt bao nhiêu. Chúng ta thấy những tài tử nổi tiếng như Tom Cruise, Lý Tiểu Long, Trần Quang thì người nào cũng thuộc hạng handsome boy cả. Ngày Đức Phật còn tại thế, Hoàng hậu Malika có hỏi Đức Phật về nguyên nhân nào để được sanh ra đẹp xấu. Đức Phật trả lời rằng, người có tâm nhu hòa, nhẫn nhục sẽ được đẹp đẽ, và kẻ có tâm sân hận sẽ chịu xấu xí. Theo quan niệm của Đức Phật thì nét đẹp được tạo nên từ một tâm lý đạo đức, lúc nào cũng có giá trị hơn là chỉ có cái đẹp bên ngoài mà không có một giá trị đạo đức bên trong.
Dựa theo luật nghiệp quả thì chúng ta có thể gây ra nhiều nghiệp nhân khác nhau để cuối cùng nhận được một quả báo xinh đẹp. Nhưng sắc đẹp này chưa chắc là một nét đẹp chân thật, hiền hòa. Trong lịch sử nhân loại, từ Đông qua Tây, chúng ta thấy rất nhiều những người đàn bà tuyệt đẹp với nhiều thủ đoạn độc ác để chiếm đoạt quyền hành và gây sóng gió khắp nơi. Cái phước xinh đẹp được gây từ nhiều nhân tốt mà thiếu mất cái nhân đạo đức chân thật. Vì vậy, từ nơi cái phước xinh đẹp họ đạt được đỉnh vinh quang mà cũng gieo rắc đau khổ cho nhiều người khác. Vì sự giả dối, tạm bợ và không bền chắc của sắc đẹp, nên Đức Phật luôn luôn khuyên chúng sinh nên vun bồi cái đạo đức bên trong, thì nó sẽ là nền móng căn bản cho sắc đẹp bên ngoài. Và đây mới chính thật là một sắc đẹp nhân hậu và bền vững. Mỹ nhân trên thế gian này thì có đủ hạng, có nét đẹp gây nên sự quý mến kính trọng trong sạch, và cũng có nét đẹp gây nên sự ham muốn chiếm đoạt thấp hèn. Đôi khi chúng ta thấy có nét đẹp bày tỏ sự cao thượng từ tốn, thì ngược lại cũng có những nét đẹp lộ ra sự kiêu hãnh tự phụ. Có cô gái thì đẹp kín đáo, và cũng có cô thì đẹp lẳng lơ. Phật dạy sở dĩ có sự khác nhau giữa các nét đẹp như thế, bởi vì mỗi người đã gieo cho mình trong tiền kiếp những nghiệp nhân khác nhau. Nếu tự mình khéo gieo nhân thì người ấy cũng có thể tạo cho mình một quả báo để có diện mạo đẹp đẽ về sau. Nhưng nét đẹp đó không liên quan gì tới đạo đức. Do đó, họ có thể là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng họ vẫn có thể là người độc ác. Gần đây, nhiều bác sĩ tâm lý học đã đưa ra nhận xét là một người càng chú trọng tới việc trang điểm cá nhân nhiều chừng nào thì tâm địa càng hẹp hòi chừng ấy. Còn người đứng đắn là người chỉnh tề, vừa phải và không xe xua trưng diện quá đáng. Sau cùng, họ kết luận rằng một người có đôi mắt lẳng lơ cũng là người có tính tình độc ác, hung dữ. Vì thế, thói lẳng lơ hoa nguyệt với tính hung ác thường đi chung với nhau. Đối với quan niệm của Đông Phương, thì chữ đẹp thường đi đôi với chữ duyên. Lý do là dầu cho người đó có đẹp cách mấy, thì sắc đẹp đó chỉ có thể thu hút kẻ khác những lúc ban đầu, nhưng không giữ được tình cảm lâu bền vì không có duyên. Chữ duyên nói lên cái gì ẩn giấu kín đáo bên trong mà làm cho người khác phải siêu lòng. Vì thế, người có duyên mới là người giữ được tình cảm tốt của người khác một cách bền bỉ, lâu dài. Người có duyên hiểu được tinh thần đạo Phật là người đã từng kiên trì giữ giới hạnh, sắt son chung thủy với bạn đời, tín nghĩa với bạn bè, hiếu đễ với cha mẹ, trung hậu với chủ nhân và luôn cúng dường bố thí. Chính những cái phước duyên này đã kết tập để tạo cho họ một cái duyên ở đời sau, làm cho mọi người quý mến họ mãi mãi. Do đó, hầu hết các mệnh phụ phu nhân đều thuộc về hạng người có duyên này, còn các kỹ nữ thì phần lớn thuộc về loại đẹp mà vô duyên.